Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Rồi hôm nay thì mình có test một cái đầu OK 313 nha. Rồi trước tiên vô video clip thì xin chúc toàn thể anh em xem video clip có một tối đầu nền mình vui nha, về sức khỏe, chuẩn bị cho ngày mới thật là tốt lành nha. Rồi thì giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái đầu nén rửa xe OK 313 này nha. Con này là hiệu GR313 nha, OK 313. Con này tí xứ của nó là 20 ly nha, 20 ly. Thì xứ 20 ly, nó chạy mức áp tầm khoảng 80 đến 100 nha. Tùy thêm em đi bét, bét ly rưỡi, ly 2, ly 8 nha. Ly 8 thì nước ra nhiều. Thì ly rưỡi, ly 2. Đó. Thì em tùy theo anh em kéo motor. Con này thì thích hợp cho anh em kéo motor tầm khoảng 3 ngựa, 2 ngựa, 3 ngựa, 5 ngựa nha. Đều được hết nha anh em. Đó. Anh em xài chạy rất là êm. Dòng này là dòng xài có poly sẵn nha. Có poly sẵn nè. Poly sẵn nha. Poly sẵn thì nó chạy rất là êm nha anh em. Con này thì poly của nó tầm khoảng 1 tấc rưỡi. Vậy anh em đi cỡ poly 1 tấc 2 hoặc tấc 3 nha. Tấc 2 hoặc tấc 1 tấc cũng được rồi. Và chạy rất là êm rồi. Đó. Đầu rất là đẹp luôn nha. Quá đẹp luôn nha anh em. Con này thì được lắp bởi cái tay hồi của Italia luôn nha. Tay hồi xài súng nha, rất là nhạy luôn. Đó, tay hồi xài súng rất là nhạy luôn nha. Đó, con này thì mình có chế đường hồi về đường hút nè. Đó, mình chế ngã ba ra nè. Đó, đường hồi về đường hút nha. Chế ngã ba. Đó, mình có gắn cái đồng hồ. Đồng hồ này đồng hồ mới nha. Gắn đồng hồ nhưng đồng hồ xài rất là tốt nha anh em. Đó, gắn đồng hồ cho anh em biết đo áp nha. Đó, con này thì anh em nào muốn lắp bộ thì lắp, mình lắp nguyên bộ. Còn anh em nào muốn đầu rờ á thì mình bán đầu rờ nha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Quá đẹp. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nha. Đó, test máy nha anh em. Đó, máy đang chạy không tải nha. Đó, chạy không tải nha anh em. Anh em thấy chạy không tải không? Rất là êm nha. Poly mình đang chạy 1 tấc 2 nè. Đó, chạy rất là êm nha. Chạy rất là êm luôn, không bị nỉ nước xì xẹ gì nha. Đó, chạy rất là êm nha. Anh em thấy chạy không? Không nghe tiếng động luôn nha. Dòng này chạy không nghe tiếng luôn nha anh em. Đó, không nghe tiếng luôn nha. Đó, áp này hiện giờ là 80kg nha. 80kg nè. Các súng gì không nha. Rất là nhạy luôn nha anh em. Đó, rất là nhạy luôn. Quá đã luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Quá là ngon. Anh em rửa xe máy ô tô rất là khỏe luôn nha. Ngắt súng rất là nhạy luôn. Quá đã luôn nha anh em. Họ máy đang chạy nè, đang chạy không tải nè, rất là êm nha. Anh em thấy không? Chạy không nghe tiếng luôn. Đó, quay sát cho anh em thấy nha. Chạy không nghe tiếng luôn nha. Đó, dòng này chạy rất là êm nha anh em. Đó, anh em thấy không? Quá đã luôn. Quá mượt mà luôn nha anh em. Thấy không? Nước, lượng nước ra khá là nhiều luôn nha. Quá đã. Đó, chạy rất là êm luôn. Anh em thấy không? Chạy không nghe tiếng động luôn nha. Đó, không nghe tiếng luôn mà. Rồi giờ mình sẽ test máy nha. Test máy OK rồi cho anh em nha. Đó. Thì con này thì mình
báo giá cho anh em luôn nha. Con này thì mình làm chạy test ok hết nha anh em. Giá 5,7 triệu nha. 5,7 triệu. Đó, test chạy ok hết nha. Đó. Rồi, cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong clip thứ hai cho được like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để nhắn tôi thông báo để có nhiều video cho anh em xem và anh em tham khảo những mặt hàng mình đã quay lên video clip. Anh em nào thì cần thì alo qua số điện thoại mình 033 241 6648 nha, để biết thêm chi tiết nha anh em. Rồi mình sẽ tư vấn cho anh em và theo nhu cầu của anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.